Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 25 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 25 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên họp chủ bị. Trước giờ khai mạc phiên chủ bị, các đại biểu tham dự đại hội đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ đặt hoa dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân, người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện một lòng đi theo con đường mà người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau lễ đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành họp phiên chủ bị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự phiên họp chủ bị Đại hội 13 của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, 2021. Đại hội có 1.587 đại biểu tham dự, đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 13,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Tại phiên họp chủ bị, các đại biểu thông qua quy chế làm việc của đại hội, thông qua chương trình làm việc đại hội, quy chế bầu cử tại đại hội 13, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên họp chủ bị, các đại biểu tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, trong 9 ngày làm việc, đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành thảo luận thông qua báo cáo chính trị tại đại hội 13 của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội 12, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo các ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng mai, 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tiếp sóng trực tiếp lễ khai mạc đại hội trên truyền hình kênh U27 DVB-T2 và trên sóng phát thanh tần số 95,1 MHz vào lúc 7 giờ 50 phút. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày hôm nay 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc chính thức vào sáng ngày mai 26 tháng 1. Những ngày này trên nhiều tuyến đường ở thành phố Nam Định nói riêng và trên địa bàn tỉnh Nam Định nói chung đều được trang trí lộng lẫy cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội. Một không gian tươi mới, đẹp, ấn tượng, tràn đầy sức xuân, thể hiện tình cảm, sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định với Đại hội 13 của Đảng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội 13 của Đảng đã được Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định triển khai từ cách đây hơn nửa tháng. Đến trước ngày diễn ra phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Nam Định và các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã tổ chức bố trí các cụm cổ động lớn tại các đầu cửa ngõ đi của tỉnh. Trên địa bàn thành phố Nam Định, trung tâm đã bố trí 25 cụm cổ động bằng khối vuông, 12 băng rôn, 16 cụm vignette, trang trí trên trục đường Vị Hoàng, Nguyễn Du và sân tượng đài quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tất cả các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện đều được ngành văn hóa và các xã phường thị trấn tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ chuối cổ động. Sau khi tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn sang Sở Văn hóa giao cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan để chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 13 toàn quốc, thì Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã nhận sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Toàn bộ cơ quan đã tập trung và cho công tác chỉ đạo về công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Cùng với những cái công tác tuyên truyền cổ động trực quan thì Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm cũng đã gửi công văn cũng như những hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về cho hệ thống trung tâm văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định. Và cho đến hôm nay thì cùng với lại toàn bộ công tác cổ động trực quan trên Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố thì 10 huyện và thành phố cũng đã hoàn chỉnh cái việc chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13. Song song với việc triển khai về công tác cổ động trực quan thì Trung tâm Văn hóa còn tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cũng như là tổ chức các đợt chiếu phim tại rạp điện ảnh sinh viên cũng như chiếu phim lưu động cho các trường học để tuyên truyền về một chuỗi phim mà Cục Điện ảnh đã ban hành xuất bản để gửi về cho các địa phương tuyên truyền cho đạt chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13. Bên cạnh cái việc chào mừng đại hội thì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị xong toàn bộ nội dung cũng như là các điều kiện để có thể ngay sau khi đại hội kết thúc thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một cái đợt tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với lực lượng vũ trang thành phố Nam Định, thời gian qua đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, trong đó có những nội dung đột phá, sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào thành tích cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Nam Định và tỉnh Nam Định chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong cái không khí chung của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng thì lực lượng vũ trang thành phố chúng tôi cũng làm tốt các cái hoạt động tuyên truyền, nhất là trang trí khánh thiết ở xung quanh khu vực của đơn vị và chỉ đạo cho các ban chỉ huy quân sự các phường xã tiến hành, các đơn vị tự vệ tiến hành tổ chức trang trí khánh thiết tuyên truyền để hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh đó thì lực lượng vũ trang thành phố nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh nói chung đã phát động một cái phong trào thi đua mang cái chủ đề là lập công dương đảng, hướng tới chào mừng cái thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2021, là ngày phiên đại hội chủ bị của Đại hội Đảng lần thứ 13. Thì lực lượng vũ trang thành phố chúng tôi nhận thức rằng đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hòa chung với khí thế để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13. Lực lượng vũ trang thành phố ngoài việc triển khai các cái phương án trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đại hội Đảng thành công thì chúng tôi triển khai nhiều các cái hoạt động, đặc biệt là phát động cái phong trào thi đua lập công dương đảng. Ngoài ra tổ chức các vị trí để tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu áp phích cho lực lượng vũ trang thành phố nhận thức sâu sắc về cái đại hội đảng lần thứ 13. Và chúng tôi thấy rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, là niềm vinh dự của lực lượng vũ trang thành phố. Có thể cảm nhận được nét tươi mới, điểm nhấn cả không gian và thời gian từ những hình ảnh trực quan trên địa bàn thành phố Nam Định và các địa phương trong tỉnh trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sự vào cuộc tích cực, chủ động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định và các lực lượng chức năng đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động, chiếu sáng, tạo nên diện mạo rực rỡ cho thành phố và tỉnh Nam Định, tiếp thêm động lực để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ý Yên tổng kết công tác đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Xuân Trường tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Huyện ủy Ý Yên tổ chức tổng kết công tác đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Nỗ lực vượt qua những khó khăn do tác động đại dịch COVID-19, năm 2020, huyện ủy Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch, tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 và là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao. Tình hình chính trị tiếp tục ổn định, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, hoàn thành đạt và vượt 18 trên 21 chỉ tiêu chủ yếu. Toàn huyện có 4 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 thôn xóm được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận mô hình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, biện pháp, qua đó góp phần động viên kịp thời các tập thể, cá nhân trong lao động sản xuất, học tập, công tác. Năm 2021, huyện Ý Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm GDP đạt 9%, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15%, xuất khẩu đạt 35 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 giảm còn dưới 0,7%. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Xuân Trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 11 trên tổng số 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tổng diện tích gieo đạt trên 12.278 ha, năng suất lúa cả năm đạt gần 125 tạ 1 ha, giá trị thu được trên mỗi ha canh tác đạt 103 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5.809 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 37,2 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh. Đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Huyện ủy kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, kiện toàn bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo sau đại hội, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới thiết thực, chất lượng được nâng lên. Năm 2021, huyện ủy Xuân Trường tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung hoàn thành các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước các cấp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí,
tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nam Định là một trong 4 tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong thực hiện chương trình OCOP. Xây dựng văn hóa trong nông thôn mới góp phần tạo môi trường sống an lành, tích cực cho cộng đồng dân cư các làng quê. Xây dựng và thực hiện tốt hương ước quy ước cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả của xây dựng nông thôn mới ở xã Hiển Khánh, huyện Vũ Bản. Triển khai muộn hơn so với nhiều địa phương trên toàn quốc, nhưng chỉ sau hơn 2 năm nỗ lực, Nam Định đã bứt phá, giữ vị trí là một trong 4 tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong thực hiện chương trình OCOP. Mục tiêu của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương. Theo chuỗi giá trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng, các địa phương rà soát thực lực các cơ sở sản xuất trên địa bàn để định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 146 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đạt hạng 3-4 sao, gồm 28 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 118 sản phẩm đạt hạng 3 sao, cao hơn 46% so với mục tiêu cán mốc 100 sản phẩm OCOP vào năm 2020. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sản phẩm OCOP của tỉnh có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng của tỉnh nhà và khu vực lân cận. Khác với giai đoạn đầu xây dựng nông thôn mới cơ bản tập trung vào nhóm hạ tầng kinh tế xã hội, trong 5 năm gần đây, các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đã chú trọng đến nhóm tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bao gồm các tiêu chí về tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường. Với sự thống nhất nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trong nông thôn mới đang tạo nên chuyển biến tích cực ở các miền quê, hình thành môi trường sống an lành cho cả cộng đồng, dân cư, cũng như mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Thôn Trung Nghĩa ở xã Liên Minh là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản từ năm 1939. Đây cũng là một trong số những thôn đầu tiên được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh và giữ vững danh hiệu này suốt hàng chục năm qua. Vốn giàu truyền thống cách mạng và văn hóa nên các hộ dân trong thôn tự giác phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng thôn làng xanh sạch văn minh, trở thành địa bàn nông thôn mới kiểu mẫu, nơi những người con đi xa luôn trông ngóng được quay về. Là cán bộ quân đội, khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Đát trở lại gắn bó với chốn sinh thành, phần để an hưởng tuổi già, phần khác là để tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Không có cuộc vận động nào mà những cựu chiến binh như ông không gương mẫu đi đầu. Khi thôn phát động phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, gia đình ông tự bỏ ra 30 triệu đồng xây dựng 25 mét đường trước nhà. Chỉ cách đây vài tháng, Trung Nghĩa mới thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn, nhưng hầu hết các hộ dân trong thôn đều ý thức được yêu cầu giữ gìn vệ sinh chung, nên việc phân loại rác thải đã trở thành một thói quen mới, góp phần hình thành những khu dân cư kiểu mẫu ở nông thôn mới. Các ngõ xóm thì vận động người ta thì tự các gia đình tổ chức họp bàn để mà nâng cấp những tuyến đường rong ngõ. Thôn thì được làm điểm của huyện thì được nhà nước đầu tư là 500 triệu để nâng cấp con đường cửa làng thì vừa qua ấy là đã hoàn thành. Thế còn những cái hạng mục mà còn lại thì tùy tâm các gia đình chúng tôi tuyên truyền để mà làm cho sáng xanh sạch đẹp. Thế còn đường điện thì có một chút quỹ làng thì chúng tôi đã nâng cấp lên từ năm 2017 là đã làm một cái đường điện. Hiện nay là đường điện của thôn Trung Nghĩa, đường thắp qua đêm. Đấy. Thế thì các con em ở xa về thấy cái cảnh quan của môi trường sáng xanh sạch đẹp cũng đóng góp về, cũng tương đối là nhiều. Ở thôn Trung Nghĩa, đình làng cũng là nhà văn hóa. Ngoài chức năng thờ phụng, không gian tâm linh cũng là nơi hội họp, quyết định những công việc chung của làng xóm và sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Dưới mái đình, những giá trị truyền thống chẳng những được trân trọng, giữ gìn mà còn bồi đắp thêm những giá trị mới của văn hóa làng xã thời hiện đại. Bởi thế mà hương ước thôn với những quy định cụ thể về nếp sống văn minh, về việc cưới, việc tang và lễ hội được cả cộng đồng nghiêm túc chấp hành.
với việc là xây dựng và phát huy đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, luôn luôn nhấn mạnh những yêu cầu ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn qua nhau, giúp đỡ lẫn nhau lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Những mâu thuẫn nảy sinh ở thôn xóm đều được phát hiện kịp thời và tiến hành hòa giải ngay từ gia đình và đạt kết quả ngay từ thôn xóm, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp phải nhờ cấp trên giải quyết. Tuy rằng cũng đã đạt được những cái kết quả và thành tích đáng kể, nhưng mà vẫn còn những vấn đề cần phải tiếp tục phấn đấu hơn thì mới tương xứng được với cái vị trí nông thôn mới kiểu mẫu. Cho đến nay, hầu hết các hộ dân ở thôn Trung Nghĩa đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa và phần lớn có mức thu nhập khá. Kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Trung Nghĩa nhờ phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân và vai trò định hướng, hỗ trợ của các ủy đảng chính quyền địa phương đang góp phần để liên minh cơ bản hình thành mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn. Để xây dựng văn hóa nông thôn, một nội dung quan trọng trong tiêu chí số 17 quy định tất cả các thôn xóm thuộc các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao phải xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng đã được cấp huyện phê duyệt. Thực tiễn triển khai thực hiện cho thấy, hương ước không chỉ góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống mà còn mở rộng dân chủ ở cơ sở, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, bổ sung thêm những giá trị văn hóa mới và nhiều chuẩn mực xã hội phù hợp với bản sắc địa phương. Ở thôn Môn Nha, một trong số 11 thôn văn hóa của xã Hiển Khánh, huyện Vũ Bản, một cộng đồng dân cư văn minh và giàu bản sắc cũng trở nên gắn kết hơn nhờ ý thức chấp hành hương ước chung sau chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới. Thay thế cho cổng làng đã mất từ thời chiến tranh chống Mỹ, nay thôn Môn Nha đã có cổng làng mới nhờ sự chung tay góp sức của nhân dân địa phương và con em trong làng ra đi làm ăn xa quê. Cũng từ nguồn vốn nghĩa tình ấy, chẳng những đường làng ngõ xóm đã trở nên phong quang sạch đẹp hơn mà còn có thêm những công trình văn hóa mới và cả nơi luyện tập thể dục thể thao dành cho lớp trẻ để tránh xa những tệ nạn xã hội thường gặp thời mở cửa. Tương truyền, Môn Nha thời xưa có 9 chiếc giếng làng tượng trưng cho 9 mắt rồng. Này thế hệ trẻ trong làng mới tôn tạo được 2 giếng còn lại để ghi dấu tiền nhân, nhắc nhở ý thức bảo vệ tài nguyên, vốn là cội nguồn sự sống. Đến Môn Nha, chỉ nhìn vào các công trình kiến trúc, người ta đã thấy có cả sự kế thừa, tiếp nối giữa nét xưa và sức vươn lên thời hiện đại. Dân gian có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng ngày nay, sự thay đổi trong mỗi gia đình cũng làm đổi cái nếp nghĩ. Như gia đình ông Trần Đình Dung chẳng hạn, cả 4 con đều được khuyến khích tự lập, không ai ở chung cùng cha mẹ nên đã ngót 80 mà ông vẫn đủ khả năng tự lo lấy mọi việc và vẫn tham gia gánh vác cả việc làng, coi mình là tấm gương cho con cháu. Những giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình văn hóa vẫn được đề cao bên cạnh việc cởi mở tiếp thu những giá trị văn hóa mới. Nếu nông thôn mới thì phải có, tức là con người mới. Hiển Khánh chúng tôi thì coi em đã xây dựng tới nay cũng đã 10 năm. Nhưng mà từng bước một, không thể một sớm một chiều mà làm được ngay được. Trước tiên là ông bà cha mẹ phải giáo dục cho cháu, đấy, thực hiện cái nếp sống, tức là cái lành mạnh và tức là theo cái lề lối của, tức là của địa phương và tức là cái giáo dục, tức là của gia đình. Chúng tôi có thành lập trong cái làng Môn Nha thôi, là tức là có cả có là các cái ngõ xóm cũng thành một cái xóm văn hóa. Hộ người cao tuổi thì luôn luôn tức là cứ 3 tháng lại thì tổ chức họp một lần đánh giá cái việc tức là thực hiện của hộ người cao tuổi, làm những cái gì, đã thực hiện những cái gì và cây cao bóng cả đã có trách nhiệm gì đối với gia đình và đối với làng xóm, đối với trong dòng họ. Thôn Môn Nha đạt danh hiệu làng văn hóa là nhờ phát huy được vai trò của hương ước và huy động được các nguồn lực xã hội để đưa hương ước vào cuộc sống, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cư dân. Không có ai chuyên trách xây dựng và thực hiện hương ước thôn, nhưng chi ủy, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng thôn, trưởng họ đều thống nhất triển khai các nội dung mà hương ước đã quy định nhằm phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh theo đúng thuần phong mỹ tục. Vấn đề đặt ra đối với đảng ủy ban xã là làm tốt cái, xây dựng tốt cái hương ước. Cán bộ văn hóa phối hợp với cán bộ tư pháp cùng các cái cấp ủy chính quyền thôn để tổ chức rà soát lại cái hương ước và xây dựng cái hương ước cả các thôn xóm dân cư
làm sao cho nó đạt, từ đó thì cái hương ước được nhân dân coi như đồng thuận cao rồi thì sẽ được coi như là nhân dân sẽ ủng hộ và thực hiện. Do mức sống mỗi ngày một cao hơn, nông thôn mới có thêm nhiều màu sắc hiện đại, khuôn mẫu gia đình tự lo toàn mọi phúc lợi trọn đời cho các thành viên không còn nữa. Quá trình đô thị hóa nông thôn đang dần tách biệt các thế hệ trong từng gia đình, và cùng với việc tìm kiếm những ngành nghề mới phi nông nghiệp là sự thiếu vắng mối sẻ chia đồng cảm làm mai một các giá trị của gia đình truyền thống. Thôn Môn Nha vừa có thêm một đám cưới mà chú rể là người theo nghề điện lạnh. Chỉ với việc đôi trẻ sẽ ra riêng hay sống chung cùng đại gia đình cũng trở thành điều phải cân nhắc. Vì trẻ thì muốn buông, còn già lại muốn giữ. Khi ngay trong mỗi gia đình còn có những xu hướng quan niệm trái chiều, thì ở từng thôn xóm để có chung nhận thức còn khó gấp bội phần. Vậy nên, hương ước thôn đang góp phần điều chỉnh những mối quan hệ mà pháp luật chưa điều chỉnh để vận động xóa bỏ hủ tục, phát huy thuần phong mỹ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở như thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa nông thôn của làng văn hóa Môn Nha tại xã Hiển Khánh, nơi tỷ lệ gia đình văn hóa đã đạt đến 98%. 314 học sinh mồ côi vượt khó học giỏi được nhận học bổng do Sở Giáo dục Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh trao tặng. Ngày Chủ nhật đỏ tỉnh Nam Định năm 2021 thu được 232 đơn vị máu. Năm 2020, 96% lao động của xã Hải Đường, huyện Hải Hậu có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng một người một năm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ nguồn quỹ học bổng Lương Thế Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng 314 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021. Đây là năm thứ tư liên tục Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng, hỗ trợ các em học sinh mồ côi cha mẹ ở với ông bà nội ngoại hoặc họ hàng trong điều kiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em còn nhỏ tuổi, rơi vào hoàn cảnh éo le, đã phải tự lập trong cuộc sống, song đã cố gắng vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Với mục tiêu khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các nhà tài trợ, trong đó các Sở Giáo dục Đào tạo, trao 19 đợt học bổng cho 2025 học sinh giỏi, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, nhằm kịp thời động viên các em tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Báo Tiền Phong, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức ngày Chủ nhật đỏ năm 2021 với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Ngày Chủ nhật đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng là chương trình có ý nghĩa cao đẹp thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên khắp cả nước. Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng chương trình vẫn thu được gần 47.000 đơn vị máu. Năm 2021, ngày Chủ nhật đỏ được tổ chức ở 43 tỉnh thành trên cả nước, trong đó với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và cán bộ, viên chức, người dân, ngày Chủ nhật đỏ năm 2021 của tỉnh Nam Định đã thu được 232 đơn vị máu. Nhân dịp này, các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã được Báo Tiền Phong vinh danh và tặng cúp lưu niệm. Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu có khoảng 13.000 dân, trong đó có trên 6.500 người trong độ tuổi lao động. Năm 2020, lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt tỷ lệ 96%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng một người một năm. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hàng năm xã đều tổ chức đánh giá thực trạng các nghề phù hợp ở địa phương, khảo sát nhu cầu việc làm, học nghề, điều kiện, khả năng của người lao động và nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đồng thời tổ chức tư vấn hướng dẫn người lao động lựa chọn, đăng ký học nghề phù hợp. Năm 2020, ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp gồm trồng lúa, cây cảnh, cây ăn quả, các ngành nghề may công nghiệp, mộc mỹ nghệ, xã còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 100 lao động. Một số doanh nghiệp đặt hàng các học viên sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật sẽ được tuyển dụng làm việc với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Nhiều người sau khi hoàn thành khóa học đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nhân lực ổn định chất lượng, góp phần duy trì hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo động lực để Hải Đường sớm hoàn thành mục tiêu đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.